Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn huyện Bắc Quang, Hà Giang đã gây sạt lở nghiêm trọng, kéo theo nhiều thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị địa phương đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện như máy múc, xe tải khẩn trương cấp bách tìm kiếm người mất tích. Sáng ngày 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Việt Vinh, Bắc Quang. Cùng đi có đồng chí Lại Tiến Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và huyện Bắc Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra tại khu vực sạt lở đất đá nghiêm trọng tại km 49 quốc lộ 2, địa phận thôn Nậm Buông và kiểm tra tình hình khắc phục thiên tai tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh. Tại hiện trường sạt lở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo tất cả các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện như máy múc, xe tải khẩn trương cấp bách tìm kiếm người mất tích. Đồng thời chia làm hai mũi thi công thực hiện múc, hót, san gạt đất đá ở hai đầu khu vực sạt lở trên quốc lộ 2, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Kiểm tra thực tế tại thôn Thượng Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại khu vực sạt lở trên quốc lộ 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các lực lượng tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp kịp thời hiệu quả để thực hiện cứu nạn nhanh nhất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cá nhân đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và có phương án ứng phó khi có sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Hiện các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích và triển khai xử lý khối lượng đất đá sạt lở. Hiện nay, trên đồi ở khu vực sạt lở tiếp tục xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn. Do đó, để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang đã vận động di rời khẩn cấp 46 hộ dân với hơn 170 khẩu ở thôn Thượng Mỹ ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao. Theo đó, các hộ dân được di rời bố trí ở tạm tại nhà văn hóa thôn Tân Mỹ. Cùng với đó, 10 hộ dân của thôn Tân Mỹ cũng ở trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng đã chủ động di rời đến nhà người thân ở khu vực an toàn. Nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn nên sau khi rà soát, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ nhân dân vận chuyển tài sản đến nhà văn hóa thôn Tân Mỹ. Địa phương bố trí các tổ thiện nguyện, lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tiếp tế lương thực thực phẩm đảm bảo cung cấp tạm thời cho bà con. Trước đó vào sáng ngày 29 tháng 9, vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, làm 2 người tử vong, 3 người mất tích và 8 người bị thương. Có 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng. 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm. Trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con và nhiều xe máy, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Do đất từ ta luy dương của quốc lộ 2, gần điểm sạt lở xuất hiện thêm vết nứt rộng khoảng 2 mét, có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa đến sự an toàn về nhà ở của 19 hộ dân. Để đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cấm phương tiện và người dân đến gần khu vực sạt lở. Thiệt hại về nông lâm nghiệp, thủy sản, cây lúa diện tích ảnh hưởng thiệt hại 24,05 ha, trong đó 4 ha tại xã Kim Ngọc, 0,05 ha xã Hữu Sản, 5 ha xã Việt Vinh, 15 ha xã Đồng Tâm. Về chăn nuôi, nhiều gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi. Về thủy sản, nước lũ dâng cao, là tràn, vỡ bờ ao, tỷ lệ thiệt hại lên 70% là 4,17 ha, xã Kim Ngọc 0,5 ha, xã Việt Vinh 3,5 ha, xã Liên Hiệp 0,15 ha, tổng thiệt hại ước tính lên trên 20 tỷ đồng. Tính đến sáng ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng cứu hộ được 8 người bị thương. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Giang, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc tổ chức cấp cứu điều trị kịp thời cho người bị nạn. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đánh giá cao Sở Y tế Hà Giang đã nhanh chóng điều động các đơn vị trực thuộc, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang bố trí 2 đội cấp cứu lưu động, 2 xe cấp cứu của bệnh viện, 1 xe cấp cứu của phòng khám đa khoa Trí Đức để cấp cứu tại chỗ, vận chuyển người bệnh đến các bệnh viện cấp cứu điều trị. Đồng thời đề nghị Sở Y tế Hà Giang khẩn trương tiếp tục tích cực chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc và phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, các đơn vị liên quan huy động các thầy thuốc giỏi, đảm bảo đủ thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu, xử trí cứu chữa người bị nạn, đảm bảo việc cứu chữa được kịp thời nhằm hạn chế tối đa số người tử vong, tập trung cứu chữa, quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn vượt qua khủng hoảng. Cục Quản lý Khám chữa bệnh lưu ý, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn phải phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong việc chuyển tuyến, hội chuẩn chuyên môn khám chữa bệnh từ xa qua telehealth để theo dõi, điều trị cho nạn nhân. Cùng đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai chủ động hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật, khi cần thiết sẵn sàng cử cán bộ chuyên môn phối hợp với ngành y tế Hà Giang cứu chữa các trường hợp nặng. Trong trường hợp cần thiết hỗ trợ thuốc, máu, dịch truyền, phương tiện cấp cứu, vật tư trang thiết bị y tế cho Sở Y tế Hà Giang để cứu chữa nạn nhân.
Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Hà Giang sớm tổng hợp, báo cáo gửi về Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho nạn nhân vụ việc. Tuyến quốc lộ 2 từ thành phố Hà Giang, Tuyên Quang và các tỉnh bị ách tắc hoàn toàn, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên 20 tỷ đồng. Ngay trong chiều ngày 29 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Giang đã có phương án phân luồng, tổ chức giao thông tránh vị trí sạt lở tại km 49 quốc lộ 2, đoạn qua địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, Bắc Quang. Cụ thể, các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, xe con, xe tải ben trọng tải dưới hoặc bằng 8 tấn, xe tải thùng trọng tải dưới 3,5 tấn, xe khách dưới hoặc bằng 29 chỗ lưu thông trên quốc lộ 2 đến km 269, rẽ trái đi xã Ngọc Linh, xã Bạch Ngọc, xã Thượng Bình, xã Kim Ngọc, rẽ phải vào quốc lộ 279 đi thẳng ra quốc lộ 2 tại km 225+650, ngã ba Bắc Hà và chiều ngược lại. Thời gian phân luồng kể từ ngày 29 tháng 9 cho đến khi có thông báo lại. Liên quan đến vụ sạt lở đất ở Hà Giang khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, mới đây khi chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử, tài xế xe khách vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng ngày 29 tháng 9, anh Vũ Minh Hoàng, 42 tuổi, tài xế xe khách Thanh Bằng, lái xe khách giường nằm đi hướng thành phố Hà Giang tới thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Trên xe lúc đó có 5 người gồm cả nhân viên nhà xe. Khi đến km 51+200 quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, thì bị đất đá từ quả đồi sạt xuống đè trúng xe khách. Sau vụ sạt lở, chiếc xe bị đẩy xuống cống bên đường, đất đá vùi lấp một phần thân xe. Rất may mắn, anh Hoàng và những thành viên trên xe thoát nạn. Vào 17 giờ 45 phút chiều ngày 29 tháng 9, chiếc xe khách được lực lượng chức năng cầu khỏi hiện trường trong tình trạng bị hư hỏng phần vỏ, động cơ tạm thời vẫn hoạt động bình thường. Anh Hoàng cho biết bản thân vẫn đang rất run sợ và sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng quả đồi sạt xuống đè trúng xe. Anh Hoàng cho biết lúc đó anh đang đi trên quốc lộ 2, phía trước có một xe cùng chiều đi chậm hơn nên anh cũng đi chậm lại. Khi đến khu vực xảy ra sạt lở, anh thấy một số người vẫy tay ra hiệu nguy hiểm, lúc nhận ra thì không kịp. Theo anh Hoàng, khi xảy ra vụ việc, trên xe mọi người gần như chỉ biết trông vào phép màu xảy ra. Anh Hoàng cho hay, đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh, mạnh với khối lượng khổng lồ. Lúc đó anh chỉ biết nắm chặt tay lái và nín thở chờ đợi điều tồi tệ xảy đến. Rất may, lúc đất sạt xuống lại đẩy xe khỏi mặt đường mà không úp xuống bao trùm nên anh và mọi người thoát ra được ngoài. Bà Vũ Thị Hòa, chủ nhà xe Thanh Bằng chia sẻ, sáng ngày 29 tháng 9 khi nhận tin xe gặp nạn, bà đi từ thành phố Tuyên Quang lên để hỗ trợ xử lý vụ việc. Theo bà Hòa, khi đến nơi thấy mọi người an toàn khiến bà nhẹ nhõm vì xe hỏng thì có thể sửa, tính mạng con người mới là quan trọng nhất. Thống kê của Công an tỉnh Hà Giang cho thấy có hơn 3.000 mét khối đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh sạt xuống khu dân cư làm sập đổ 3 ngôi nhà, đất đá tràn xuống mặt đường làm 5 xe, 1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con bị vùi lấp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.